Riêng cái đứa nào pha mì tôm đuổi lên tầng 7 vì mùi tuyến thơm nó hơi hơn. Đặt quán giờ có người nấu cho rồi mang làm gì. Em mời anh đúng không? Ừ, cảm ơn. Nắng lắm. Đặt ở trên đây mà ăn. Đặt ở trên đây mà ăn như xuống. Không, mai nó vừa đặt cơm cuộn Hàn Quốc mà. Đúng rồi. Bình thường cái suất cơm thố cũng 40-50 nghìn rồi. Cái như này là xịn rồi đấy. Hôm qua là ăn cơm thố cái hãng khác thì cũng ngon nhưng mà kiểu nó không giòn lắm đấy, rang nó không giòn lắm. Cơm anh Nguyễn thì nó săn hơn, cảm giác gạo nó. Đúng rồi. Ừ. Anh Nguyễn là hàng cơm. Không phải hôm qua em đặt hôm qua là cơm thố Bách Khoa. Anh Nguyễn Bách Khoa. Không, anh Nguyễn khác. Có Bách Khoa cơm thố là 5 năm luôn. Tuổi thơ. Cuối đấy, cuối đấy. Có tem ấy, không chịu cho mặt.